Đây anh em ơi, hiện tại là tiếp tục đang có mặt ở trung tâm của chợ chim đây. Đấy, hôm nay thì thật sự là mình quan sát là rất nhiều anh em mang chim ra chơi và rất nhiều chim. Đấy, đây, toàn bộ khu vực này lên tít trên kia các bạn nhé. Đấy, bên kia trên kia thì các bô láo rất thích họa mi nên là mang họa mi trà bào trên kia để giao lưu. Đấy, những lồng đỏ đỏ kia là những lồng họa mi khiếu. Đấy, còn ở bên trên này là một số loài chim nhỏ. Bên cạnh đây là bán phụ kiện và lồng. Đấy, còn phường đông đông này là bán một số những con chim trà mào rất là đẹp. Đấy, còn ở bên cạnh này, bên cạnh này thì anh em treo dàn ở bên này một số loài chim rất là đẹp. Đấy. Đấy, chợ chim thì cứ một khu vực lại treo chim. Đấy, treo trên cây này. Bây giờ đưa anh em vào bên trong chợ chim đi để anh em ngắm một số loài chim anh em nhá. Đấy, ngay đây có anh em đã chuẩn bị chuyển nhượng một con trà mào rồi này. Đấy. Đấy, tâm đập lắm. Trà mào ở đây hiện tại là rất nhiều các mức giá. Lốc cái lồng lên. Nhấc cái lồng tắm lên xong rồi. Trung bao này 8 lít thì giá bớt một tí cũng được đấy, anh em nhìn khá đẹp đấy. Bây giờ anh ấy, chợ bên kia là vào lồng là hay thúc sức cái biển. Con nào? Nó tại con chim nhá, có quan tán thoải mái nhưng không thích thế nào đâu. À. Tùy con chim đấy. À. Lên đã tháng chưa? Lên đây được tháng rồi. Hai con kia được sáu. Lạnh quá rồi. Đấy, chợ chim hôm nay rất là đông nha anh em nha. Đây có một con họa mi. Họa mi. Họa mi. Kiếu. Chim cò. Hôm nay bán con gì cô? Họa mi à? Bán hết rồi. Bán hết. Mỗi con mi nữa đâu. À sáng bán được mấy con rồi? Bán được 3 con.
À, ba con lợn vẫn còn 2 mi. À còn hai con này nữa thôi. Sáng nay bán được nhanh ấy nhờ. Bán được khiếu à? Khiếu hay gì? À mi hết, hôm nay không có khiếu à? Khiếu kia là của cô hay của ai? Của người khác. Con hôm trước bán rồi phải không? Bán rồi. Mấy triệu, 3 triệu à? Gần 3 triệu đúng không? Thế là tốt rồi. Đấy, còn hai con mi. Ờ, con đấy thuần mà. Bây giờ còn mới con mi này thôi. À, con này ấy, phải không? Con này hôm nay bán triệu mấy? Con này bán triệu 6. Triệu 6. Ôi, thì nữa là khách đến nữa là hết, là về. Cô kia hôm nay không ra nhỉ? Cô kia là không có chim rồi. Hết à? À, trà màu này. Hôm nay nhiều trà màu thế nhỉ? Chợ hôm nay đông. Thì hôm nay là nhiều trà màu. Rất nhiều trà màu. Nhưng chú cô không bấy được trà màu đâu nhỉ? Ít lắm. Có những ít. Có một con hôm nay cả lồng với cùng tình á, mang ra. Ờ, trên sau mang ra. Bán cả lồng á. Bán cả lồng đi, để lồng thì mình giữ con khác. Ừ, vừa bán rồi. Ờ. Người ta lấy cả lồng thì tính tiền lồng. Ờ. Người khác cũng được. Con này đẹp không? Màu to thế. Bắt được, bắt được. Con này đẹp đấy nhờ. Đây là tất cả những loại lồng chim trà màu. Người tặng thêm mỗi con 200 nữa. Không bán đúng không? Thế là 700 màu. Được đi. Không mua về nó thả đi. Hôm nay có vẻ đông phết đấy nhỉ? Mưa. Đấy, hai em Phạm My của cao thủ người rừng. Đấy, của cao thủ kia. Cao thủ kia thì chuyên đi bấy chim các bạn nhé. Đấy, anh em gặp rất nhiều cao thủ này, phía nào cũng có. Thiếu hai không? Mấy con hôm đó anh Giang mua về còn hết chứ phải không? Còn hết, đẹp lắm, đẹp lắm. Hai con này hôm nay bán giá cao hơn phải không? 500 một con. À, hôm nay cao hơn. Con mi này đòi bao nhiêu anh Giang không lấy? 500 một con. 500 thì là... Lấy không? Theo lợi con lấy không? Lấy đi. 500 con lấy gì nhỉ? 600. 5 lít lấy được rồi. Không bán à? Đấy. Băng xèn luôn rồi nữa. Thảo My, trà màu. Con này màu hơi đá lân tí này, nhưng mà nó lại hơi bẩn bẩn lông tí. Khá đẹp. 5 lít một con. Vừa đi làm vừa đang gửi ba lúc. Khuyên. Dạ, hôm nay trên này khá nhiều chim rồi nhỉ. Ngắm chưa? Chả màu. Bây giờ đây con thiếu to thế. Đây có thiếu khá to. Hả?
đấy, hôm nay rất nhiều trào màu nha anh em này. Chim bây giờ khá đắt. Đi ra ông bác này hôm nay khá nhiều chim. Thì hôm nay đây cô con trà lửa trà màu hôm nay chở rất nhiều trà màu. Một con cu. Cu chào khách. Trà màu. Nó đẹp phết thôi, nhiều trà màu rất đẹp. 500 một con. Hôm nay đại ca là chuyển hết vào cái lồng này đấy à? Ừ. Không cho lồng lồng to kìa. À. Nước. Bọn này mà không có nước là toi ngay đấy. Chim này thiếu cám được, thiếu nước là không được đâu. Cừu. Ngũ sắc. Ngũ sắc. Tre lửa. Đấy, dòng chim ngũ sắc. Còn là hot hay phết đấy. Kia có hai tre lửa đuôi dài không? Họ mi họ mi. Con này xù lông lên hay là to nhỉ? Ây à, màu mồi đấy. Con này màu đinh. Đinh con này đẹp thế nhỉ? Màu đinh hắt rất là đẹp. Lông đang chưa ôm lông. Nhưng con này khá to, đẹp, thuần. Đấy. Con này đẹp phết đấy, mềm mồi đấy. Màu đinh nhiều, anh nhìn. Đấy. Thuần phết này. Chưa ôm lông. Được cái màu khá đẹp, màu đinh khá đẹp. Mắt rất sắc. Thuần phết này nhờ. Mồi tên thuần, rất là thuần. Họ mi. Đang rồi. Từ từ đấy, nó kẹp đuôi thì nó sáng rồi. Họ mi. Số những con họ mi. Họ mi. Chó bây giờ không ăn thừa nhỉ? Thái vừa rồi mới tập lại nhưng mà thấy rất phải lên được. Hưng mới mua cái ốp à? Muốn mua à? Trên mạng.